Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như mọi người muốn có được một cái dàn âm thanh để hát karaoke, chơi gia đình, thậm chí là tiệc tùng, đám giỗ, đám sinh nhật, lấy ra 4-5 bàn nhậu tương ứng với 4-50 người, thì đây là một cái giải pháp cực kỳ tiện lợi, hiệu quả, nhỏ gọn nhưng đầy chất lượng nha. Cái thùng lo này là Season One, công ty nhạc Việt phân phối, độc quyền và được bảo hành hãng 1 năm nha mọi người. Thì hàng này là hàng công ty Nhật Việt, thì mọi người biết Nhật Việt là cái nôi của những cái dàn âm thanh chất lượng cao. Thì hôm nay sẽ là một cái gợi ý cho những anh chị em nào có nhu cầu mua bộ loa này, thì bộ loa này với mức giá cực kỳ ưu đãi luôn, 6.900.000 đồng với công suất lên đến 400W. Rồi bây giờ Trần Liêm cùng với mọi người sẽ khui em này ra, xem bên trong nó có những gì và nghe thử âm thanh của nó ra làm sao, để xem thử với số tiền gần 7 triệu đồng mọi người bỏ ra, mọi người có xứng đáng hay không nha. Ok, em quay cận cảnh lại, anh sẽ khui ra để cho mọi người đến trải nghiệm, hoặc là Trần Liêm chơi luôn. Bộ này là Trần Liêm nhập về bán đó mọi người, số lượng thì cũng còn nhiều nha. Anh chị em nào mà có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ ngay với mức giá là 6.900.000 đồng. Nó khuyến mãi tháng 10, miễn phí ship 100% trong tháng 10 nha, phiếu bảo hành công ty Nhật Việt. Rồi, lo quá nhỏ gọn, để ở đâu cũng thích hợp hết. Đó, đây là cục bass cho nó nè, cục loa súp nè, 8 inch nha. Quá nặng dữ ta. Còn đây là hãng nó tặng cho mình một cái túi để mang đi chơi ở bên ngoài trời cũng rất là tiện. Ý, nặng dữ, tầm khoảng là 12-13 kg nha, tương ứng với cỡ một cây đàn organ đó mọi người. Rồi, đây là dây nguồn, và cái này là 3 thanh cột. Đây là lo cọt nha, đó, đây là 3 thanh cọt. Rồi bây giờ Trần Liêm sẽ tháo ra từ từ. Rồi, Trần Liêm đã kết nối xong 3 cái thanh loa cọt và 1 cái loa bass như thế này. Thì công suất của nó nghe cũng rất là ok. Bây giờ Trần Liêm sẽ mở kết nối Bluetooth từ cái iPad vào trong cái loa này và mọi người nghe thử nha. Ok. Vô. Công suất lo đến 400W nha mọi người. Tuy nhiên nếu mọi người muốn hay nữa, rồi, nếu như mọi người muốn hay nữa thì mọi người nên mua thêm một cái mixer để chỉnh reverb effect cho nó chuẩn. Còn ở trong cái lo này thì reverb effect của nó cũng ở dạng cơ bản thôi. Mọi người nghe ra được cái tiếng nó rất là sạch, là cái tiếng thì nó trung thực, mà cái gì càng trung thực thì nhiều khi nó không hay mọi người. Đó, cần phải mua một cái mixer, có nghĩa là một cái bàn trộn để mọi người chỉnh reverb effect, delay, bass chép cho cái giọng hát của mình nó hay hơn. Thì lúc đó đưa vô cái lo này là mọi người có thể là chơi văn nghệ hát cực hay bao xung với mọi người luôn nha. Và mức giá chỉ có 6.900.000 đồng, thì mọi người không thể nào đòi hỏi với một cái cấu hình khủng được, nó sẽ đáp ứng giải quyết được nhu cầu văn nghệ giải trí ở nhà thôi nha. Rồi nếu như mọi người mà có nhu cầu mua hàng thì liên hệ ngay với Trần Liêm, chọn bộ 1, 2, 3 cái thanh này, 1 cái loa này thì giá của nó là 6.900.000 và bảo hành 1 năm, các lỗi liên quan đến công suất bao mặt nha. Rồi bây giờ xin chào và làm người.